học tiếng Anh cùng bạn. Hello everybody. Cảm ơn các bạn. Lần trước chúng ta đã học về chia danh từ số nhiều, đúng không ạ? Thì bài chia danh từ số nhiều nó chỉ là học được 2 chữ thôi, đúng không ạ? Các bạn học cả một cái lý thuyết nhiều như vậy nhưng mà thực ra nó chỉ nằm ở 2 cái chữ cities và countries. Nói chung là buổi trước chúng ta học về ngữ pháp, chứ còn để từ mới thì chúng ta mới học được chữ cities và country thôi. Thế thì bài này chúng ta sẽ thực hành một cái là hỏi, mà ta hỏi về cái thủ đô hay là hỏi về thành phố của cái đất nước đó. Thì ở đây nó sẽ có câu chuyện như thế này, nó sẽ có câu chuyện là cụ thể hơn. Ví dụ bạn đến từ đâu, ví dụ tôi đến từ Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng, cụ thể hơn. Và họ cho chúng ta những cái tên địa danh cụ thể ở đây, đó là Tokyo, Paris, Barcelona, Milan, Oxford, Rio de Janeiro, Boston và Sydney. Thì những địa danh này thì ví dụ như Sydney thì là ở Úc thì mình có thể biết được, nó vì nó Đông Nam Á, hay Tokyo Nhật Bản đã biết được, Paris là Pháp nổi tiếng đó, thì ta biết được. Thế còn Milan hay là Barcelona, Oxford thì mình không nắm được. Đó. Thì mình chưa rõ lắm, hay Boston ở đâu thì mình chưa rõ, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái câu hỏi là where is Tokyo, hay là where phải s thì là viết tắt, đúng không? Where is Tokyo, tức là Tokyo ở đâu, thì chẳng là it's Japan, nó ở Nhật Bản, it's in Japan, it is in thì là it's in Japan, thì chẳng là it's in Japan. It's in Japan là ở Nhật Bản, ở đây là it is, đúng không? Viết tắt là it phải s, it's in Japan. Thì chúng ta sẽ hỏi như vậy và ta đoán xem là ở đâu, đoán thôi. Bây giờ Barcelona thì ta sẽ đoán là Barcelona này nghe giống tựa tên đội bóng, đúng không? Tên đội bóng người ta sẽ đoán là Brazil đi. Đấy. Hoặc là Bồ Đào Nha, đúng không ạ? Bồ Đào Nha, Brazil, Bồ Đào Nha. Ta đoán như vậy, đúng không ạ? Hay là Oxford ta đoán là Anh Quốc đi, đúng không? England đi, đúng không? Đấy, Boston ta đoán từ France là Pháp đi, đúng không? Thế là chúng ta có đoán như vậy. Thì sau đó ta sẽ nghe 2.6 nhé. Nghe 2.6 để họ trả lời, họ hỏi và trả lời, chúng ta sẽ biết họ ở đâu. Transcript 2.6 Cities and countries. Where's Tokyo? It's in Japan. Where's Paris? It's in France. Where's Barcelona? It's in Spain. Where's Milan? It's in Italy. Where's Oxford? It's in England. Where's Rio de Janeiro? It's in Brazil. Where's Boston? It's in the United States. Where's Sydney? It's in Australia. Ok, thì bây giờ mình sẽ giúp các bạn lắng nghe nhá. Mình sẽ giúp các bạn vì là nó sẽ khó, đúng không ạ? Các bạn cứ tua đi tua lại để nghe nếu các bạn thích, còn không thì các bạn sẽ nhận sự giúp đỡ của mình ngay bây giờ. Thứ nhất là chúng ta sẽ Transcript 2.6 là tích grip, là cái ghi âm tích grip. Cities and countries. Cities and countries. Where's Tokyo? Where Tokyo là đây rồi, đúng không ạ? Tokyo ở đâu? Where là ở đâu mà, đúng không? Where's Tokyo? It's Japan. It's in Japan. In Japan, đó. Where's Paris? Bây giờ là where's Paris? Where's Paris? It's in France. It's in France. Pháp, đúng không? Từ Pháp. Where's Barcelona? Where's Barcelona? Where's Barcelona? It's in Spain. It's in Spain, là Tây Ban Nha nhé. Spain, Tây Ban Nha. Where's Milan? Where's Milan? It's in Italy. It's in Italy, là Ý. Where's Oxford? Where's Oxford? It's in England. It's in England, là Anh Quốc. Where's Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. It's in Brazil. It's in Brazil, Bồ Đào Nha. Where's Boston? Where's Boston? It's in the United States. It's in the United States, là Mỹ, đúng không? Where's Sydney? Where's Sydney? It's in Australia. Australia. Đọc là Sydney, không đọc là Sydney nhé. Đấy. Đây có từ khó là Barcelona. Yeah. Oxford. Oxford. Đó. Sydney, không phải Sydney. À, và từ này là Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Yeah. Ok. Vậy thì coi như xong. Các bạn muốn nghe thì cứ tua lại mà nghe. Đó. Tua lại các đoạn đầu mình mở cho bạn nghe đây. Mình có đặt cái thời gian nó ở dưới phần mô tả. Các bạn tua lại nhé. Thì đây chúng ta sẽ tiếp tục sang cái phần tiếp theo là điền vào cái trống này. Thì là chúng ta sẽ nhìn vào cái bức tranh này. Đây có chữ ngạch ngang gạch dọc thì họ nói đây là Tokyo. Đấy, đúng không? Thì chúng ta đoán xem cái bà này đến từ đâu. Nhìn cái biểu tượng của những cái tháp đằng sau này. Đó. Cái bà này mình nghĩ là đoán đến từ Ý. À, cái chị này có cái tượng nữ thần tự do là của Mỹ rồi, rất là to. À, số 6. Đấy, số 6 này có thành phố này. Thành phố là có cái đây này giống rất giống Pháp, đúng không ạ? Ông này cũng đến từ Boston này, đến từ Mỹ này. Đó. Đây còn là bà này đến từ Paris này, Paris. Đấy, tên là đây. Đấy. Ông này là Adam này, đến Sydney là Úc này. Đây là đến đâu? Thì họ nhìn thấy cái tháp, những tháp như thế này, chỗ này đến từ đâu? Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha? Không đoán được. Đấy. Thì chúng ta đoán là điền vào thôi. Ta đoán là điền vào. Sau khi chúng ta đoán tranh, chúng ta điền vào xong thì chúng ta sẽ thực hành với một người bạn hoặc thực hành với một người nào đó để hỏi câu hỏi và trả lời. Đó là what's your name này. Đấy, tên là gì, sau đó là đến từ đâu, where's she from, đến từ Pháp hay đến từ Paris, thì xong thì hỏi là Paris ở đâu, đúng không ạ? Thì hỏi như vậy, xong lại what his name, where she's from, chỉ hỏi hai câu đấy thôi để luyện tập thôi, ok nhá. Thì ở đây đáng nhẽ như cái này thì mình phải luyện tập với các bạn, nhưng mà thực ra thì làm cái video này thì không thể luyện tập được, mà cái này là do chúng ta tự thôi. What's your name, where's she from. Ví dụ như thế, xong các bạn tự trả lời cho bản thân mình, đúng không? Ví dụ I am not, I'm from Hải Phòng. Where is Hải Phòng in Việt Nam, đúng không? Ta có thể làm như vậy. Là bây giờ ta sẽ sang tiếp theo là phần luyện nghe và trả lời các câu hỏi. Thì ba cái bài luyện nghe này khá là khó, thì các bạn có thể dừng video đây, lúc khác xem sau, hoặc là các bạn xem luôn, thì phải tập trung cao độ. Đấy, tập trung cao độ nha. Phần thứ nhất là phần điền từ còn thiếu ở chỗ trống. Từ còn thiếu ở chỗ trống. Bây giờ ta sẽ nghe phần đầu tiên trước là phần nghe đoạn hội thoại. Nó viết rõ tất cả từng chữ ở đây và ta điền vào chỗ trống. Tape script 2.7. Hello, I'm Sandra. What's your name? My name's Luis. Hello, Luis. Where are you from? I'm from Spain. Where are you from? Oh, I'm from Spain too. I'm from Madrid. Hello, I'm Sandra. What's your name? My name's Luis. Hello, Luis. Where are you from? I'm from Spain. Where are you from? Oh, I'm from Spain too. I'm from Madrid. Ok, thì trong cái bài này bạn sẽ thấy một cái từ mới, đó là to. I'm from Spain too. Tu ở đây các bạn nhớ này, tu có hai chữ o, t o o, tu có hai chữ o. Học các bạn học luôn là cũng vậy, tôi cũng vậy, tôi cũng thế, hỏi cũng nha. Nó là I am from Spain, tôi đến từ Tây Ban Nha. Thế còn bạn đến từ đâu? Where are you from? Và tôi cũng đến từ Tây Ban Nha. I'm from Spain, và nó thêm từ cũng, tức là dịch sang tiếng Việt nó sẽ là tôi cũng đến từ Tây Ban Nha. Tôi cũng thế, hoặc là tôi đến từ Tây Ban Nha cũng giống bạn, hay cũng thế. Khi dịch ta phải dịch ngược, đưa cái từ tu lên đầu. I'm from Spain too là tôi cũng. Như thế ta dịch ngược. Bây giờ ta sang phần 2.8. Phần 2.8 này thì nó không viết đầy đủ chúng ta cả câu chuyện hội thoại như bên trên đâu. Nó không viết đầy đủ như này, mà nó bắt chúng ta phải lắng nghe. Thì chúng ta phải tự lắng nghe cả đoạn hội thoại, chứ không có những cái chữ viết này nữa thì nó sẽ khó hơn một chút xíu, đúng không ạ? Nhưng mà họ cũng không bắt chúng ta viết lại cả đoạn hội thoại này, mà họ chỉ bắt ta viết được cái thành phố thôi. Chúng ta nghe và nghĩ về cái đất nước và nghĩ về thành phố. Những cái từ chúng ta học, cái từ France, Italy, Brazil, đúng không? Ta nghĩ về những từ đấy, nhớ về những từ mới đấy, và ta chỉ bắt những từ mới đấy thôi. Ở đây có 3 đoạn hội thoại, nhưng mà quan trọng là cứ một người nam người nữ nói chuyện nhau. Chúng ta chỉ bắt cái đất nước thôi. Nghe nào nó đến từ đất nước nào. Cái thành phố rồi nhớ về những từ Brazil, France, Italy, England, Australia. Australia, United States, Spain, Brazil, Japan, nghe để bắt nha. Tape script 2.8. 1. Hello, I'm Gérard. I'm from France. Hello, Gérard. I'm Akemi from Japan. Hello, my name's Charles. What's your name? Hi, Charles. I'm Bud. I'm from the United States. Where are you from? I'm from Oxford, in England. Oh, yeah? I'm from Chicago. Hi, I'm Loretta. I'm from Sydney, Australia. Hi, Loretta. I'm Jason. I'm from Australia too. Wow! Are you from Sydney? No, I'm from Melbourne. Ok, các bạn đã bắt được chưa? Lộc bắt được hết rồi đấy. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại từ đầu. Và Lộc sẽ giúp đỡ các bạn. Tape script 2.8. 1. Hello, I'm Gérard. I'm Gérard. I'm from France. From France. Gérard from France rồi, nó điền sẵn trong ta rồi. Hello, Gérard. I'm Akemi from Japan. Akemi from Japan. Điền được chưa? Japan. 2. Hello, my name's Charles. My name's Charles. What's your name? Hi, Charles. I'm Bud. I'm from the United States. Charles, the United States. Yeah, but the United States. Where are you from? I'm from Oxford, in England. Oh, yeah? In England. Oh, yeah? I'm from Oxford, in England. I'm from Oxford, in England. Các bạn ghi ngay Oxford, England vào đây, đúng không ạ? Oh, yeah? I'm from Chicago. Rồi, ghi theo Bud, Chicago. 3. Hi, I'm Loretta. I'm from Sydney, Australia. Yeah, Sydney, Australia. Sydney, Australia. Yeah. Hi, Loretta. I'm Jason. I'm from Australia too. I'm Australia too. Nói rất nhanh, I'm Australia too. Tức là tôi cũng Australia. I'm Australia too. Giọng nói của người Úc khác nữa. Giọng tiếng Anh Úc cũng rất khó, rất khác. I'm from Sydney, Australia. Sydney, Australia. Hi, Loretta. I'm Jason. I'm from Australia too. I'm Australia too. Australia too. Nó nói rất nhanh và khó nghe đúng không? Nhiều bạn không quen không nghe được. Nên các bạn ghi là Australia, Sydney. Wow! Are you from Sydney? Are you from Sydney? Are you from Sydney? Bạn cũng đến từ Sydney phải không? Ông cũng đến từ Sydney phải không? Are you from Sydney? No, I'm from Melbourne. No, I'm from Melbourne. I'm from Melbourne. Nó cũng chẳng biết Melbourne ở đâu. Ok, vậy chúng ta sẽ sang phần nghe tiếp theo. Where are you from? Are you from Melbourne? Bây giờ ta sang này. Phần này là phần nối âm vào lên nhau. Các bạn nối bừa đi. Where are you from? I'm from Brazil. What's her name? Thì ta gọi là her name đâu. Her name đây. Ai là đúng không? What his name? His name đây, Luis. Where is he from? Where he's from? From Madrid. What is the name? Trong tiếng Anh nó là cái gì? It's a computer, đúng không? How are you? Bạn khỏe không? How are you? Bạn khỏe không? Five times, đúng không? Five times. West Toronto. Toronto. Còn lại là Canada thôi. It's in Canada. Mình làm mất cho các bạn rồi, thôi. Làm mất cho nhanh đúng không ạ? Bài này đỡ dài, ta lắng nghe thôi nhé. Tape script 2.9. 1. Where are you from? I'm from Brazil. 2. What's her name? Her name's Irena. 3. What's his name? His name's Luis. 4. Where's he from? He's from Madrid. 5. What's this in English? It's a computer. 6. How are you? Fine, thanks. 7. Where's Toronto? It's in Canada. Tape script 2.9. 1. Where are you from? I'm from Brazil. 2. What's her name? Her name's Irena. 3. What's his name? His name's Luis. 4. Where's he from? He's from Madrid. 5. What's this in English? It's a computer. 6. How are you? Fine, thanks. 7. Where's Toronto? It's in Canada. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc bài này ở một cái bài tập check it. Check it tức là kiểm tra lỗi hay là xem cái nào là đúng. Ở đây có hai cái, thì một cái sai một cái đúng. Thì cái phần số 1 nó đã làm mẫu ta rồi, Hoan làm mẫu rồi. My name Sandra và my name's Sandra. Tức là một cái nó có cái phải s chính là động từ to be, đúng không ạ? Am is ha, đây là động từ to be is, nó phải s ở đây. Thì nó bỏ phải s đi là sai, đúng không? Thế là không có động từ to be là sai. Là tôi là Sandra thì đây nó không có cái từ là đấy, tôi Sandra thôi. Tên của tôi là Sandra thì là tên của tôi Sandra thì nó không có cái động từ to be thì nó không đúng. Nó không đúng về mặt ngữ pháp. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn các câu tiếp theo, xem các câu theo sai về mặt ngữ pháp ở chỗ nào. What's his name? What's his name? Thì các thấy là what đã có to be is rồi, xong lại his, lại phải s, lại name, tên anh ấy, nhưng mà lại không có từ của, đúng không ạ? Thì từ his là từ của, đúng không? Từ his là từ của, từ he thì không phải từ của. Thì câu đầu tiên là sai, câu thứ hai là đúng. Tiếp theo câu thứ ba này. What's his name? Luis. What's her name? Luis. Ở đây ta là tên của anh ấy là Luis và tên của cô ấy là Luis. Thì ta thấy là Luis là vừa ta nghe bài nghe đấy, nó là tên của đàn ông không phải tên của đàn bà. Thì ta sẽ gọi là what's his name. Đó. What's his name chứ không phải what's her được. Đó. What's her name không được, bởi vì là Luis là tên đàn ông. Vậy là câu 3 là câu đầu tiên đúng. He's from Spain. He's from Spain. Ở đây là he là anh ấy, to be is phải đến từ Spain. Thì câu thanh là thì là anh ấy đến từ Spain. Thì câu thứ hai là của anh ấy, his là của anh ấy, from Spain, sao lại của anh ấy đến từ sao lại của anh ấy đến từ Spain được, đến từ Tây Ban Nha được, thì không đúng, đúng không? Thì là đáp án là câu đầu tiên. Thế là thứ 5, where's she from và where's she from. Thì ta thấy là cái từ where này nó phải có cái to be, đúng không? Động từ to be, không có động từ to be là sai. Đó. Ta phải có động từ to be thì câu thứ hai sẽ đúng. Không có động từ to be làm sao mà đúng được. What's her name? What's she name? What's she name thì her hay là she đều là cô ấy, nhưng mà từ her là của. Tức là ta hỏi tên của cô ấy, đúng không? Name là tên, thì tên của cô ấy thì phải dùng từ her, đúng không? Không thể dùng từ she được. Thì là đáp án vẫn là đáp án đầu tiên. Rồi, bài này sẽ kết thúc ở đây. Các bạn thấy khó quá thì xem đi xem lại nhé, hoặc là hỏi mình. Còn cái kiến thức nào mà các bạn lấn cấn thì hỏi mình, rồi thì mình sẽ dần dần sẽ cung cấp hết toàn bộ kiến thức, không giấu gì cho các bạn cả. Thì đã dạy giáo trình để sẽ chi tiết nhất cho các bạn rồi. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo. Goodbye.